Tối ngày 25 tháng 1, Indonesia lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 Asian Cup 2023, sau khi Oman và Kyrgyzstan hòa 1-1 ở lượt cuối bảng F. Trên bảng các đội thứ 3, Indonesia ở bảng D đứng thứ 4 với 3 điểm, kém 1 điểm với 3 đội là Jordan bảng E, Palestine bảng C và Syria bảng B. Oman và Trung Quốc bị loại khi chỉ giành 2 điểm. Indonesia có 3 điểm nhờ trận thắng Việt Nam 1-0 ở lượt trận thứ 2. Đây là lần đầu tiên Indonesia vượt qua vòng bảng Asian Cup. Sau 4 kỳ góp mặt vào năm 1996, năm 2000, năm 2004 và năm 2007. Theo đó, khu vực Đông Nam Á có đến 2 đại diện là Indonesia và Thái Lan lọt vào vòng 1/8. Trong khi Việt Nam và Malaysia phải chia tay giải đấu khi đứng cuối bảng D và bảng E. Như vậy, 16 đội bóng giành quyền đi tiếp sau gần 2 tuần tranh tài, bao gồm Qatar, Tajikistan bảng A, Australia, Uzbekistan, Syria bảng B, Iran, UAE, Palestine bảng C, Iraq, Nhật Bản, Indonesia bảng D, Bahrain, Hàn Quốc, Jordan bảng E, Ả Rập Saudi và Thái Lan bảng F. Theo lịch, vòng 1/8 Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 1 với trận đấu mở màn giữa đại diện Đông Nam Á, Indonesia và Úc.